Dạ vâng, xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình nhận định thị trường của công ty cổ phần chứng khoán HSC. Tôi là Lương Duyên và ngày hôm nay tôi sẽ đồng hành với quý nhà đầu tư để đi vào nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày 21 tháng 4 năm 2023. Đầu tiên thì chúng ta phải để ý đến một số những dữ liệu, những thông tin về vĩ mô mà ngày hôm nay chúng ta phải nhắc đến, đó là thông tin về diễn biến của giá dầu. Như quý nhà đầu tư nhìn thấy ở trên màn hình, đây là diễn biến của giá dầu Brent và giá dầu WTI. Giá dầu đã giảm sút trong tuần vừa qua xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Cụ thể đó là giá dầu Brent giảm 6% kể từ đầu tuần, từ mức là 86,5 xuống mức là 81,2 USD trên một thùng. Còn giá dầu WTI của Mỹ thì giảm 6% kể từ đầu tuần, và từ mức đó là 82,5 xuống mức 77,4 USD trên một thùng. Đây là mức giảm tương đối mạnh mà chúng ta cần phải chú ý đến. Trong khoảng thời gian gần đây, khi mà giá dầu tăng vừa rồi, trong giai đoạn vừa rồi, khoảng ngày mùng 6 tháng 4, các thành viên OPEC cộng, liên minh giữa tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC và một số nước ngoài khối ngoại gồm Nga thì đã thống nhất cắt giảm sản lượng lần thứ hai kể từ tháng 10 năm 2022. Cụ thể đó là OPEC thì cắt giảm 1,16 triệu thùng dầu trên một ngày bắt đầu từ tháng 5 cho tới hết năm 2023. Còn Nga thì cũng cắt giảm 500.000 thùng trên một ngày tới hết tháng 5. Ngoài ra thì với cái việc mà Trung Quốc mở cửa trở lại thì chúng ta cũng được cho là yếu tố thúc đẩy đến nhu cầu dầu thô trong cái bối cảnh cắt giảm sản lượng. Nhưng tuy nhiên thì với động thái này đã không đẩy được giá dầu tăng mạnh và thậm chí là đến thời điểm hiện tại thì đã quay đầu giảm điểm. Và theo thống kê của các chiến lược gia thì trong quá khứ, giá dầu thường tăng trước khi xảy ra suy thoái và giảm trong thời kỳ suy thoái. Và tín hiệu này cũng đang càng rõ ràng hơn khiến cho nhu cầu về nhiên liệu đang sụt giảm. Ngoài ra thì để nhắc đến cái dấu hiệu của việc suy thoái kinh tế Mỹ thì chúng ta có thể để ý thêm một số những cái tín hiệu nữa. Cái tín hiệu rõ ràng nhất đó là về sự tăng trưởng của kinh tế Mỹ liên tiếp giảm trong năm 2022 và theo nhiều tổ chức kinh tế lớn thì đều dự báo đó là GDP của Mỹ năm 2023 thì đều sẽ giảm đến gần mức là 2% và có thể thấy rõ cái sự kỳ vọng GDP thời điểm này là khá tiêu cực đối với một quốc gia có nền kinh tế đã phát triển. Thêm một yếu tố nữa mà chúng ta để ý đến đó là về dữ liệu việc làm của Mỹ. Trong tháng 3 thì Mỹ đã có thêm 236.000 việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp, thấp hơn mức trung bình trong 6 tháng vừa qua. Trong 6 tháng qua là mức là 334.000 việc làm mới một tháng. Và tỷ lệ thất nghiệp thì không thay đổi và ở mức là 3,5%, tương đương với 5,8 triệu người. Bên cạnh đó, chúng ta phải để ý đến trong tháng 3 đó là một thước đo quan trọng về hoạt động sản xuất của Mỹ thì đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp, cho thấy cái mức độ hoạt động yếu nhất kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu từ năm 2020. Và chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của ngành sản xuất Mỹ của ISM thì cũng đã giảm xuống còn 44,3 điểm trong tháng trước từ mức là 47,7 điểm của tháng 2. Với cái mức này thì đánh dấu cái mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Và theo thống kê của nhóm chiến lược gia BofA thì trong vòng 70 năm qua thì cứ khi nào mà chỉ số sản xuất của ISM xuống dưới ngưỡng 45 và trong vòng 12 lần thì có đến 11 lần là suy thoái kinh tế đã xảy ra. Như quý nhà đầu tư nhìn thấy trên chart thì diễn biến này trong suốt giai đoạn từ năm 1967 cho tới thời điểm hiện tại. Như vậy thì quý nhà đầu tư thấy rằng là gì ạ? Khi mà dấu hiệu cho thấy là những cái hoạt động sản xuất suy giảm thì có thể cũng là những cái chỉ báo về sự suy yếu của thị trường lao động trong thời gian tới. Và thêm một yếu tố nữa đó là tối ngày hôm nay, khoảng lúc 8:30 tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đón nhận thông tin PMI sản xuất và dịch vụ của Mỹ thì quý nhà đầu tư cũng hãy theo dõi cái số liệu này. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải để ý đến những phát biểu của các quan chức Fed. Thì Fed thì đang kỳ vọng với cái tỷ lệ thất nghiệp thì đến cuối năm thì sẽ rơi vào khoảng đó là 4,5%, mà hiện nay thì cái tỷ lệ này đang ở quanh mức đó là 3,5%. Thì với ở mức này thường là mỗi lần tăng như vậy thì sẽ luôn có suy thoái xảy ra. Và quý nhà đầu tư nhìn thấy chart ở trên màn hình từ năm 1950 cho tới thời điểm hiện tại. Và Fed thì sẽ đưa ra tuyên bố đó là sẽ đánh đổi cái nguy cơ suy thoái với việc giảm lạm phát, đưa lạm phát về mức mục tiêu là 2%, mà lạm phát trong
Tháng 3 vừa rồi đang ở mức 5%, dù thấp hơn dự báo là 5,1%, nhưng tuy nhiên cái mức lạm phát này vẫn đang rất là cao và cách rất là xa so với mức mục tiêu là 2%. Và Fed thì sẽ không dừng lại cho tới khi thực sự có một cuộc suy thoái xảy ra. Tuy nhiên thì Fed thì sẽ có biện pháp kiềm chế những cái hệ quả của suy thoái để chỉ có một cuộc suy thoái nhẹ mà thôi. Và quý nhà đầu tư nhìn thấy đó là trong cái quá trình điều chỉnh của thị trường thì sẽ không liên quan quá nhiều đến giá dầu, mặc dù giá dầu là một cái nguyên nhân mà thúc đẩy đến quá trình suy thoái nhanh hơn. Và theo thống kê thì trong 8 đến 10 cuộc suy thoái vừa qua thì chỉ số S&P 500 ghi nhận mức giảm hơn 20% so với năm trước. Và điều này thì đồng nghĩa với việc đó là thời điểm hiện tại thì vẫn còn dư địa sụt giảm cho thị trường nếu như mà nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm. Tuy nhiên thì trong nguy run có cơ, thị trường cổ phiếu giảm điểm không phải là tốt nhưng nó cũng không phải là quá là xấu, bởi vì khi mà thị trường giảm điểm chúng ta sẽ có cơ hội mua được những mã cổ phiếu, những doanh nghiệp tốt hơn ở những cái mức giá hời hơn để đón nhận những con sóng mới của thị trường. Dạ vâng, đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay về những cái thông tin về vĩ mô. Vậy thì quay trở lại với diễn biến của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm nay là gì? Chúng ta thấy rằng ở trên màn hình là diễn biến của chỉ số VN Index. Và trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì trước diễn biến giằng co của phiên đáo hạn phái sinh nhưng đã không gây quá nhiều tác động quá lớn đến thị trường cơ sở. Và thị trường tiếp tục có những phiên giao dịch ảm đạm khi mà chỉ số chỉ lình xình trong biên độ hẹp. Có mức thanh khoản ngày hôm qua thì cũng sụt giảm xuống mức tương đối là thấp nhất. Trong vòng 1 tháng rưỡi trở lại đây. Và các nhóm ngành trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì cũng không có gì quá là nổi bật. Quay trở lại với phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là xu hướng thị trường chung thì vẫn chưa có gì thay đổi và vẫn tiếp tục trong xu hướng điều chỉnh diễn ra trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta đã thấy được áp lực bán xuất hiện nhiều hơn, biểu hiện cụ thể đó là ở mức thanh khoản gia tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và chỉ số VN Index thì đang đẩy lùi hơn xuống mức hỗ trợ mà chúng ta đang nhắc đến, mức hỗ trợ gần nhất là 1040 điểm. Và ngày hôm nay thì lực cầu vẫn chưa xuất hiện, bên mua vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường tại vùng hỗ trợ xem như thế nào, và lực cung thì đã gia tăng áp lực trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và việc mà chúng ta cần làm đó là tiếp tục quan sát xem thị trường sẽ vận động như thế nào với sự dẫn dắt của các yếu tố chủ đạo ở trong các vùng hỗ trợ. Và ngày hôm nay sự điều chỉnh của thị trường không thể không nhắc đến đó là sự tác động đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Khi mà áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu này tác động mạnh đến sự điều chỉnh của chỉ số. Và quý nhà đầu tư nhìn thấy ngày hôm nay tác động mạnh nhất đến đà giảm của chỉ số đó là mã cổ phiếu Vietcombank, mã cổ phiếu Masan hay là mã cổ phiếu Vinamilk. Và thêm một yếu tố nữa đó là chúng ta phải nhìn sang diễn biến của nhóm cổ phiếu VN30 thì sao. Chúng ta nhìn thấy ở đây ạ, số mã cổ phiếu giữ được ở sắc xanh rất ít, chỉ chiếm 5 trên 30 mã là giữ được sắc xanh nhẹ, từ 0,1 tăng 0,1 điểm, 0,3 điểm mà thôi. Còn lại thì những mã cổ phiếu khác hầu hết tất cả chìm trong sắc đỏ. Đây là một dấu hiệu đáng chú ý với nhóm cổ phiếu VN30. Cụ thể thì chúng ta nhìn sang chart của một số những mã cổ phiếu trong nhóm này. Đầu tiên đó là mã cổ phiếu tác động mạnh nhất đến chỉ số. Chúng ta kể đến đó là mã cổ phiếu Vinamilk. Mã cổ phiếu Vinamilk ngày hôm nay giảm điểm tương đối mạnh và đang ở trong xu hướng rất là xấu. Cụ thể chúng ta nhìn thấy này, đang tiếp diễn xu hướng giảm trong suốt thời gian kể từ tháng 12 cho tới thời điểm tại. Và thêm một yếu tố nữa mà cảnh báo với quý nhà đầu tư đó là mã cổ phiếu này đang thủng đường trend tăng suốt từ tháng 6 năm 2022 cho tới thời điểm hiện tại. Chứng tỏ rằng là gì ạ? Mã cổ phiếu này đang đi vào xu hướng điều giảm và chấm dứt cái xu hướng tăng trong thời gian vừa rồi. Và mức hỗ trợ tiếp theo của mã cổ phiếu Vinamilk sẽ rơi vào vùng 68, 65 cho tới 68. Chúng ta sẽ kỳ vọng ở cái vùng hỗ trợ này xem là mã cổ phiếu này có giảm điểm tiếp hay không hay dừng lại ở đó. Mã cổ phiếu tiếp theo trong VN30 đó là mã cổ phiếu Vietcombank. Mã cổ phiếu Vietcombank hôm nay cũng tương đối không được đẹp cho lắm. Đầu tiên chúng ta phải nhìn ra đó là mã cổ phiếu Vietcombank đang tạo mô hình hai đỉnh và đỉnh sau đang thấp hơn đỉnh trước
như quý nhà đầu tư nhìn thấy ở trên màn hình. Thêm một yếu tố nữa, mã cổ phiếu này cũng đã thủng trend, chúng ta nhìn thấy trên màn hình đúng không ạ? Và ngày hôm nay mã cổ phiếu này đang dừng tại hỗ trợ của đường MA100. Và nếu như trong các phiên giao dịch tiếp theo thủng đường MA100 thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo mà chúng ta kỳ vọng của mã cổ phiếu Vietcombank sẽ rơi vào vùng đó là 85. Sẽ rơi vào vùng 85 mà chúng ta cần theo dõi. Tuy nhiên thì với cái việc mà thủng cái đường trend tăng này cũng là một điều cho thấy đó là với mã cổ phiếu này cũng đang đi vào cái nhịp điều chỉnh. Tiếp tục, những mã cổ phiếu khác ảnh hưởng đến chỉ số như là Vinhome. Vinhome thì có sự cân bằng hơn khi mà vẫn đang tiếp tục sideways và giữ nền ở vùng giá này. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần tiếp tục theo dõi mã cổ phiếu Vinhome. Mã cổ phiếu VIX thì sao ạ? Mã cổ phiếu VIX thì cũng giảm trong thời gian vừa rồi và đang tạo nền ở quanh vùng này. Và đây được cho là vùng hỗ trợ cũng tương đối là mạnh của mã cổ phiếu này trong vùng 51-52. Tuy nhiên nếu như mã cổ phiếu VIX mà thủng thì sẽ là một tín hiệu rất khá là xấu và sẽ đi xuống những cái vùng sâu hơn mà quý ta nhìn, chúng ta nhìn thấy trên màn hình, có thể là về vùng 47 là vùng hỗ trợ gần nhất. Đấy là một vài những mã cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn. Vậy thì với chỉ số VN30 thì sao ạ? Nếu như quý nhà đầu tư có theo dõi chương trình ngày hôm qua thì Duyên cũng đã nói với quý nhà đầu tư đó là chỉ số VN30 ngày hôm qua đã chính thức thủng đường trend tăng suốt từ tháng 12 cho tới thời điểm hiện tại. Và ngày hôm nay thì chỉ số VN30 lại tiếp tục thủng đường MA50 và thủng đường MA100 là một tín hiệu rất là xấu của nhóm chỉ số VN30. Chính vì vậy mà những hỗ trợ chúng ta đang kỳ vọng rằng khi mà thủng trend tăng này rồi, phải nhìn thêm về một cái xu hướng nữa, đó là xu hướng sideways ở đoạn này. Ở đoạn này của chỉ số VN30 thì sao? Thì chúng ta thấy rằng là chỉ số VN30 kỳ vọng là vận động và giảm đến vùng hỗ trợ quanh vùng là 1015 đến 1020 sẽ là vùng hỗ trợ mạnh của nhóm chỉ số VN30. Và chúng ta hy vọng rằng đến đây thì chỉ số sẽ lấy lại được sự cân bằng. Nhưng tuy nhiên thì thời điểm hiện tại thì chỉ số VN30 vẫn tiếp tục đang nằm trong trend giảm. Ngoài ra thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta phải nhắc đến về nhóm ngành. Đấy là nhóm ngành cổ phiếu đường. Ngày hôm nay cũng đã có mức tăng tương đối là tốt đến từ những mã cổ phiếu như là SBT ngày hôm nay tăng trần khá là sớm, hay mã cổ phiếu QNS tăng cũng tương đối là tốt. Và lý do tại sao mà những mã cổ phiếu trong nhóm ngành đường có sự tăng tốt trong cái giai đoạn này thì cũng đã được Duyên chia sẻ trong một cái buổi của tuần trước về việc đó là xu hướng của giá đường đang tăng tương đối là mạnh và những lý do mà có thể giúp cho giá đường tăng mạnh trong cái thời gian vừa rồi. Nhưng tuy nhiên thì với những mã cổ phiếu đường đang tăng mạnh trong thời điểm ngày hôm nay và Duyên nhắc trong chương trình ngày hôm nay không có nghĩa là quý nhà đầu tư có thể mua và giải ngân đối với những mã cổ phiếu này. Và nếu như quý nhà đầu tư ra quyết định mua cần hết sức cẩn trọng để mình xem xét kỹ càng đối với cái xu hướng chung của thị trường hay là cụ thể chạc chỉ số của từng mã cổ phiếu và cụ thể hơn về điểm mua điểm bán của từng mã cổ phiếu thì quý nhà đầu tư có thể tham gia Zoom chat của HSC để nhận được tư vấn về theo phương diện phân tích kỹ thuật điểm mua điểm bán cụ thể hơn. Tiếp tục thì chúng ta chuyển sang về chỉ báo tâm lý định lượng của HSC. Đầu tiên đó là chỉ báo tâm lý thị trường và mức độ lan tỏa của dòng tiền. Thì quý nhà đầu tư nhìn thấy trên màn hình đây là gì ạ? Dòng tiền thì vẫn tiếp tục duy trì ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì tiếp tục lại thấy cái sự rút tiền ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và đặc biệt đáng chú ý đó là dù là có tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa, nhưng tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta cũng thấy đó là có sự rút tiền cả ở nhóm cổ phiếu này. Đây cũng là một cái mà chúng ta cần chú ý. Một chỉ báo nữa của HSC mà chúng ta cần theo dõi đó là chỉ báo thống kê xác suất đầu tư ngắn hạn. Với cặp chỉ báo cung cầu, đường cầu là đường màu xanh, còn đường cung là đường màu cam nhất đứt. Sau phiên giao dịch ngày hôm qua, khi mà đường cung và đường cầu quay trở lại trạng thái phân kỳ dương với sự duy trì của sự tiết cung và lực cầu không xuất hiện, thì đến phiên giao dịch ngày hôm nay, cặp chỉ báo này quay trở lại phân kỳ âm và có xu hướng ngoắt lên. Nhưng tuy nhiên, thì lực cung ngày hôm nay đã xuất hiện và gia tăng. Lực cầu cũng có xuất hiện nhưng mà ở mức thấp. Nhìn xa hơn, đó là quý nhà đầu tư nhìn thấy rằng là diễn biến của cặp chỉ báo này thì vẫn đang ở trong xu hướng giảm. Và chúng ta nhìn về quá khứ, đó là giảm rồi có nhịp tăng,
giảm rồi lại có nhịp tăng. Chính vì vậy mà với cái diễn biến ngày hôm nay chưa thể chứng minh được là cặp chỉ báo này đã đổi chiều xu thế, xu hướng. Chính vì vậy mà chúng ta cần hết sức cẩn trọng để theo dõi và cần thêm nhiều tín hiệu hơn để xác nhận. Nếu không, chúng ta FOMO thì rất dễ dính vào những phiên bull trap như trong quá khứ mà quý nhà đầu tư nhìn thấy rất rõ ở trên màn hình. Như vậy thì chúng ta kết hợp giữa chỉ báo định lượng của HSC và những cái phân tích kỹ thuật, những cái yếu tố về thị trường hay là những cái biến số vĩ mô mà Duyên vừa có chia sẻ với quý nhà đầu tư, thì trong giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là thị trường thì vẫn đang tiếp tục lình xình và duy trì ở trong xu hướng điều chỉnh và đang tiến gần hơn về ngưỡng hỗ trợ 1040 điểm. Và chiến lược đầu tư trong giai đoạn này cho quý nhà đầu tư đó là vẫn tiếp tục kiên nhẫn quan sát thị trường, tránh FOMO trong các nhịp bẫy tăng giá khi mà chưa có đủ các yếu tố nâng đỡ thị trường đi lên một cách bền vững. Và quý nhà đầu tư cần tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi những mã cổ phiếu tốt điều chỉnh về những ngưỡng hỗ trợ mạnh và tích lũy tại vùng đó. Còn đối với những mã cổ phiếu yếu, quý nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp hồi để hạ tỷ trọng và cơ cấu lại danh mục, chờ đợi cho những cơ hội tốt hơn trong thời gian tới để đạt được những cái hiệu suất đầu tư một cách hiệu quả hơn. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian tham gia theo dõi. Hãy để lại câu hỏi cho chúng tôi ở dưới phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối thứ hai tuần sau.